cuộc biểu tình chống cố Thủ tướng Thatcher thất bại, tin từ London. Chỉ khoảng 200 người tập trung tại trung tâm thủ đô London để ăn mừng cựu Thủ tướng Margaret Thatcher qua đời. Cuộc biểu tình lớn được nhiều người tiên đoán đã không thể diễn ra. Đô trưởng London đã cảnh cáo đề phòng bạo động trong lúc hàng ngàn người tập trung chống cố Thủ tướng tại quảng trường Trafalgar, là nơi một cuộc bạo động chính chống thuế đã diễn ra trong năm 1990. Thủ tướng Thatcher dù đã chết vẫn còn kéo dài dư âm chia rẽ quốc gia. Tang lễ với nghi thức là quân sự sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 17 tháng 4 với đám rước đi qua thủ đô và cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường St. Paul. Có nữ hoàng và hoàng tế Philip sẽ tham dự tang lễ, đang được nhiều người trong nước chống đối. Ông Dave Douglas là một thành viên của nghiệp đoàn công nhân hầm mỏ quốc gia nói rằng không phải ai trong nước cũng tán dương bà Thatcher, người đàn bà đặc biệt này đại diện cho ma quỷ, phản động và lạc hậu trong lịch sử nước Anh. Ông Patrick McGrodian nói, khi người ta nói rằng bà Thatcher đã cứu nước Anh, bà ta chỉ cứu những người như bà ta, không cứu những người ở Hackney, là những người ở các khu vực lao động. Bà Christine Crossman đi qua quảng trường không đồng ý với người biểu tình, nói rằng hãy để cho bà Thatcher yên nghỉ trong hòa bình. Thành phần thiên tả đã định tổ chức buổi tiệc lớn, nhưng trời lạnh và mưa chỉ lôi cuốn được khoảng 200 người. Nhiều người nhảy múa, đánh trống, vẫy biểu ngữ như Thatcher chết rụt trong địa ngục. Những người khác dương cao một hình nộm của bà Thatcher làm bằng vải. Nhiều người mở champagne, truyền cho người khác trong đám đông. Kể từ ngày bà Thatcher mất đi, sự chia rẽ đã thể hiện ở Anh Quốc. Theo thăm dò của Compress, 41% không đồng ý việc Thủ tướng Cameron diễn tả bà ta là một vị tướng vĩ đại trong thời bình. Chỉ 33% dân chúng tán thành sự diễn tả này. Khoảng 60% dân chúng không đồng ý đám tang tốn 10 triệu bảng phải lấy đi từ tiền thuế của người dân.